Thì không có quỷ đen. Vậy hả? Bình thường. Có quỷ đen không? Em không có quỷ đen. Không, nói thiệt, không có quỷ đen. Vậy là anh có. Anh có hả? Anh có. Khi mà dù anh đi quay á, những cái tài khoản mà ta chuyển khoản á thì vợ anh phát hiện, nhưng quay mà tiền mặt á, lúc anh ém được. Bỏ túi đúng không? Bỏ túi được. Và khi mà ém thì Lâm sẽ cầm cái số tiền đó, Lâm nhét cái ghế xe hơi của mình á, giấu kỹ lắm. Khi nào mà cần lấy ra xài, không cần xin vợ. Tại sao giờ này vợ biết luôn rồi nè? Sao cái này cắt nha, cái này cắt mà không đưa lên lúc này. Không, nói thiệt đi, có quỷ đen không? Mình cần gì vợ cũng đưa cho nó, mình tính gì vợ cũng đưa. Ngày cho nhiêu? Ngày cho có 100 ngàn cũng được rồi à. Có 100 ngàn cũng được rồi. Sao nói chuyện mà tội nghiệp quá vậy? Dễ thương không? Sáng chưa chiều đi quay với cơm đoàn rồi. Đi quay với cơm đoàn luôn. Ừ. Rồi mỗi khi mà anh em đồ đủ đi nhậu, đi nhạc đồ làm sao? Mượn. Rồi mượn. Thôi bao, không bao về. Là hỏi là ngày hôm nay ai bao hả? Cho bầu vũ nhậu đi. À, alo Tân hả? Nghe nè lắm. Ê, đi nhậu không Tân? Nhậu đâu hả? À, nhậu ở dĩa hè cách đường cách mạng 8 nè. Được bao có được không? Hả? Gì? Được bao á? Hôm nay Lâm muốn tìm mình Hùng nha. Thôi nghỉ nha. Ngồi bạch vợ cũng tới đi. Ủa vậy hả? Vậy bây giờ nếu bao đi, alo. Đây hả? Ê, ra nhậu rồi Lâm bao. Ở đâu hả? À, đường cách mạng 8 nha. Khá lớn rồi nè. Ủa vậy hả? Trời ơi, dễ sợ quá trời. Ê, nói chung bây giờ là cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa quẹ vẽ được cái mặt của vợ mình. Nhưng mà nói vậy thôi, mình đã phải họa sĩ đúng không? Hình bóng vợ là mình tự để cái tim mình, tự khắc vô tim mình. Bây giờ anh nghĩ là mình cắt cái mặt của vợ mình dán đây về là tặng là ý nghĩa quá rồi, đúng không? Dạ đúng. Rồi mình làm đi em. Đúng rồi anh. Rồi cắt quàng xé luôn đi. Xé mà không đẹp về cũng có chuyện nha. Về cũng chuyện. Ừ. Cho anh coi coi. Wow. Rồi bây giờ nè, ít ra em cũng được cái nền. Quá trời, rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ nha, em nhìn thẳng ống kính giùm cho anh, có đôi lời nào mà em muốn thể hiện hoặc là đó giờ em không dám nói vợ em, em chia sẻ được không? Mẹ ơi, đó mẹ. Sáng ngày hôm nay ba dậy sớm để đi quay cái chương trình này. Biết là trong đầu ba cũng chỉ có một mình mẹ rồi thôi. Cái ảnh này là mấy năm rồi ta? Hai năm rồi, hai hoặc là ba năm rồi đó. Cái này lát hồi ba về ba sẽ tặng mẹ. À, để đâu nhưng mà dán chết một chỗ. Ở giờ anh Tân nói gì đi anh Tân. Dạ xong rồi hả? Dạ xong rồi. Thôi em vợ em rớt mắt nha Tân. Nói chung thì anh không có gì nói với em á. Anh xin lún một câu. Câu gì? Vai anh không đủ rộng. Ừ. Nhưng nó sẽ là điểm tựa của em cả cuộc đời này. Wow. Rất đẹp. Học sinh đứng, nghỉ, nghiêm. Ủa sao? Trời ơi, em có làm gì đâu, trời ơi, quá trời, nó dữ quá vậy. À, dạ, em chào anh, dạ, em chào anh. Anh khỏe không à? Ừ, anh căng quá vậy. Ở trên đây thì Lâm thấy một chữ đó là dễ thương. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, một câu rất là ý nghĩa như vậy nha. Thì bây giờ chúng ta cùng tham quan đến những gian hàng tiếp theo nha. Ủa? Mình là thám tử mà ta tuyển tới đây vẽ tranh vậy? Sao mà thiếu nhi vậy? Mình là thám tử mà. Đúng rồi, tôi là thám tử. Vậy ngày hôm nay, khách mời là ai? Và câu chuyện hôn nhân của họ sẽ như thế nào đây? Bây giờ vẫn chưa thấy khách mời nữa. Ê nhân viên, lấy ly trà đá đi. Em á, trà. Ủa? Đâu hả? Ủa Tân hả? Ừ. Ủa nay khách mời là ông hả? Tại biết đâu, thấy đông vui quá chạy vô chơi. Dạ. Ê nó nghe nè, có quà cho ông nè. Quà gì vậy? Nãy giờ chờ ông tôi vẽ, mới họa cho một bức tranh. Gì ơi ta. Đây. Y chang. Ê sao mặt giống con cú vậy? Lao mà. Ê sao mà mắt thâm quần vậy mà đi cà nhắc vậy? Khổ lắm, cái này là vợ quýnh hả? Vợ hành lắm. Kể nghe coi. Sơ sót thôi. Sơ sót hả? Thì cho con bú. Cho con bú.
Trời ơi, bạn tôi bây giờ cho con bú luôn hả? Ừ, thì cầm bình sữa này cho nó bú xong cái mình cũng ngủ gục cái xong cái chọn vô cái lỗ mũi đó. Trời ơi. Lấy cây nó quấn què giò luôn. Quấn què giò luôn. Thiệt luôn á hả? Thiệt luôn á. Thương quá mà mắt sau này thăm vậy? Thức đêm. Thức đêm hả? Thức đêm làm gì? Chăm con. Chăm con rồi vợ làm gì? Vợ ngủ. Vợ ngủ. Đó là thằng đề không? Cái con bé này ở trên Facebook thì lúc nào cũng nói là đảm đang đồ này nọ ha. Mà ở nhà lúc nào cũng vậy, nó ăn hiếp ông không vậy hả? Thì nói chung thì ở đâu cũng vậy thôi. Mà bây giờ là hạnh phúc không? Nói chung cũng vui vẻ. Cũng vui vẻ đúng không? Cũng vui vẻ nha. Vui vẻ. Cũng thôi. Cũng vui vẻ. Nhưng mà ngày hôm nay Tân à. Sao? Nam thấy tôi được không? Cái gì được? Không, ý là ông nhìn ngoại hình tôi thấy được không? Thì tướng tá lúc nào cũng đẹp rồi, sáu múi là ok rồi. Là ngon đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thấy khác bình thường không? Nhưng mà mặc đồ giống mấy chị ba gác ha. Thấy mấy bà gác là bà gác. Tôi là thám tử. Sao không? Không, na ná thôi. Na ná. Xin lỗi hô hô. Xin lỗi hô hô. Miệng hô. Ủa là thám tử hả? Thám tử. Thám tử chuyện gì? Tại vì tôi nghe nói bây giờ bạn bè tôi những trong cái cuộc hôn nhân của họ đó, đôi khi họ hạnh phúc, nhưng mà nhiều khi trong cái những cuộc hôn nhân nó nhiều khi có những cái lẫn cấn xảy ra mà họ không dám trải lòng. Thì ngày hôm nay tôi như là cô tiên vậy đó, hiểu không? Tôi sẽ xuất hiện trong cái cuộc hôn nhân của những người đó để nghe họ trải lòng. Đúng rồi. Tôi cũng đang cần một người như vậy. Thiệt luôn à? Tôi không biết tâm sự cùng ai. Nó bị bí, bí bướng. Ở nhà thì gặp vợ, bước ra bước vô gặp vợ, không có được chút nào hết. Đúng. Muốn mắt nhìn nhau, chào có ông. Hôm nay có ông đây. Anh em chúng ta cùng nhau hai viên tâm sự. Nhớ nha, vậy bây giờ hôm nay là phải trải hết lòng. Đúng. Nha. Có nhiều nói nhiều. Có nhiều mà nói nhiều. Không kể lại cho nghe hết. Nín, nín. Kể tôi chối. Chối ha. Chối hết. Rồi, móc quéo. Ê, ta nói ba mặt một lời, ngày hôm nay kiếm thêm người nữa đi. Kiếm người hả? Đúng rồi, bây giờ nói hai người, mốt của hai đứa cãi lộn không ai làm chứng. Dạ. Bây giờ nói xấu này nọ đó, bây giờ kiếm thêm người nữa. Bạn bè của ông có ai mà đã có gia đình rồi hay chưa? Để tôi gọi nó. À, gọi nó hả? Ai vậy? Đừng kêu vợ đó nha. Thằng Fable. Fable hả? My friend. My friend là bạn không hả? Ừ. Thôi nghe nó anh giàu đúng không? Alo. Fable hả? Tới chưa? Rồi. Ủa tới chưa? Tới rồi. Ủa tới rồi. Đi chung mà nãy vậy ngồi kia á. Ủa vậy kêu vô đi. Nãy giờ đi nước ngoài kia á. Trời ơi vô đi Fable à. Rồi mấy anh. Rồi, lại 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 em lại 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 lại. Dạ cuộc sống em ổn anh. Hôn nhân em hạnh phúc không ạ? Dạ hạnh phúc, nhưng mà hồi nãy anh Tân gọi em nói em là tới đây để nghe chuyện hôn nhân của anh Tân chứ không phải là em chia sẻ. Không bậy em, ngày hôm nay là tất cả anh em mình đều chia sẻ hết nha. Có sao nói vậy đúng nha. Đúng rồi, mình có hẹn mà. Là ngày hôm nay mình xong rồi mình không gặp nhau nữa. Nhưng mà quan trọng là bây giờ anh em mình chia sẻ rồi, sau đó có ai biết nữa không? Không ai biết đâu. Ok. Ai chỉ coi nội bộ thôi. À, dạ, khi mà dạ. Mình quay xong rồi mình phát là ba đứa coi thôi nha. Ngày hôm nay chia sẻ thật lòng nha. Ok. Hôn nhân em hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc. Hạnh phúc sao mắt em đượm buồn vậy? Dạ em có, tại hôm nay dậy sớm quá. Ừ đúng không? Có, tại hôm nay em dậy sớm quá. Nói chung là ngày hôm nay ba thằng ông sẽ tâm sự với nhau, chia sẻ trải lòng nhau hết nha. Hai ba. Yeah. Ok anh. Bồ ơi, dạ. Trong bây giờ trong tâm khảm, trong tâm trí của em, vợ em là một người như thế nào? Vợ em chỉ có hai từ để miêu tả. Hai từ thôi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Wow. Còn đối với Tân, vợ mình sẽ như thế nào? Ba chữ thôi. Ba chữ. Hơn tuyệt vời. Hơn tuyệt vời. Hơn tuyệt vời. Wow. Như vậy là trong đầu ai cũng đang nghĩ là vợ mình rất là tuyệt vời đúng không? Thì bây giờ sẽ có một cái trò chơi được mang tên là vẽ mặt bắt hình dong nha. Dạ. Đây Lâm đã chuẩn bị sẵn rồi. Vợ ai nấy nhận ạ. Nè ạ. Của em ạ. Vợ em ạ. Sao lộn mà. Lộn vợ. Lộn vợ. Lộn vợ. Lộn vợ nè. Lộn vợ nè. Trời đất ơi, bé này xinh đẹp quá trời. Đẹp không ạ? Trời ơi đẹp dữ vậy trời. Rồi bây giờ mọi người hãy nhìn kỹ tấm hình gốc này đi. Và bây giờ mọi người sẽ quạ lời vợ mình. Đây là Uyên, vợ của Tân, quá trời đẹp, một cô gái mặt phúc hậu, dễ thương, xinh xắn, duyên dáng. Còn vợ của trời ở bồ như là một hot girl, dễ thương, đáng yêu. Để xem họ sẽ quà vợ họ như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách này nhé, xin mời. Trước khi quà vợ mình thì Lâm mời một cô bé rất dễ thương xinh xắn, là bé Kim Anh. Kim Anh là đang là quản lý của quán sỏi nha. Kim Anh ơi, Kim Anh ơi. Kim Anh ơi, gì mà ủa em. Ủa Kim Anh, em đâu mà xuất hiện hú hồn vậy? Em đã đợi sẵn ở đây để có thể hướng dẫn các anh vẽ bức ảnh mà mình muốn để tặng cho vợ ạ. Vậy hả? Thì trước tiên á, thì tại vì mọi người đều mặc đồ rất là đẹp nên em xin được gửi mọi người những chiếc đẹp về để đeo vào như em này. Sợ dính đó. Sợ dính. Đây nè, phát một cái nè. Rồi,
nhà cũng đeo ống này thường xuyên mà, nhà bắt vợ nấu ăn đồ này nọ đó. Rồi kế tiếp ấy thì chúng ta sẽ vẽ lên sỏi. Bên đây thì em đã chuẩn bị sẵn sỏi cho mình rồi. Sỏi khi mà dùng để vẽ lên ấy thì em sẽ rửa sạch và sấy khô. Em ơi, tại sao lại diện tích cục sỏi cục này cục kia vậy? Ví dụ mặt mình mà vợ mình bự thì mình xài cục bự hay sao em? Còn mặt mà nó chẹt thì mình xài cục chẹt hay sao? Hay là mình vẽ cục nào cũng được? Thật ra là tại vì bên sỏi tụi em luôn tôn trọng cái hình dáng tự nhiên của viên sỏi. Nên vậy các anh muốn vẽ hình ảnh của vợ thì chúng ta vẽ chân dung thôi, nên chỉ cần kích thước sỏi nhỏ thôi. Em, anh muốn vẽ một cái cục đá thiệt là bự để chân vợ ngoài sân á. Ngay chỗ cái sân nhà anh, một cái sân banh á em. Nhưng mà anh em... muốn vợ anh là khoảng 10 cái găng tay này mình quạ vợ anh được không ạ? À thì em nói nhỏ cho các anh nghe một điều nói này. Nói nhỏ nhẹ. Nói lớn nha em, mình nói nhỏ. Thì là lúc mà anh tặng vợ thì vợ sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà mọi người có nghĩ tới cái cảnh khi mà cầm chẳng may sỏi chọi luôn. Vợ chồng mà lục đục gì đấy lại cầm ngay cái trứng cái này mà ném thì nói chung sỏi nhỏ thôi anh. À sỏi nhỏ thôi. Không nặng lắm. Dạ. Cục bự quá kỳ rồi đúng không? Bây giờ khi mà mình có sỏi rồi thì chúng ta sẽ dùng một cây cọ lớn phủ cái màu trắng lên trên sỏi. Phủ nền. Dạ đúng rồi. Đánh nền. Giống như là make up vậy, là mình phải đánh nền trước rồi mình mới họa được những cái màu má và màu mắt đúng không? Đúng rồi. Đó, nên bây giờ chúng ta phải dùng một cây cọ để mà phủ hết rồi mới tới vẽ những cái chi tiết về vợ của anh ấy. Dạ, và đấy là phần hướng dẫn ở bên sỏi và chúc các anh may mắn. Ủa về thì ổ vẽ mà chúc may mắn thôi, làm như có chuyện gì cái điềm xui hay sao mà chúc mà vẽ mà đó. Chúc anh thành công chứ tại sao chúc may mắn em? Là có gì vẽ không được là vợ mình sẽ cầm cục sỏi này. Vâng, em rất là quan ngại cái điều đó. À cho nên là chúc với anh may mắn. Dạ đúng rồi, chúc các anh may mắn nhé. Cảm ơn em rất là nhiều, tạm biệt em, tạm biệt em anh. Còn chân chơi nữa, chúng ta cùng nhau vẽ vợ mình nha. Xin mời. Vẽ cho đẹp nha. Ủa mà anh Lâm không vẽ vậy luôn đi, lỡ vẽ luôn suy nghĩ trên đầu dở vẽ vợ luôn đi, về tặng luôn vậy hả? Mà anh thôi chút về vẽ sao đi, làm chung chó vui chứ. Ủa mà sao vẽ vợ miệng chề vậy? Đang chê vợ hay sao vậy? Không có, tại vì không bằng lòng quá. Bồ ơi. Dạ em nè, một hot boy đẹp trai luôn. Yeah. Nhiều khi mà ra đường chắc chắn là nhiều cô gái, nhiều bóng hồng tia em. Cái này là em không biết anh ơi. Tại vì em không để ai, ví dụ người ta nhìn mình đúng không? Thì mình sẽ biết là người ta tia mình, mà mình không nhìn ta sao mình biết? Đó. Mà khi nào em ra ngoài em tia người ta không? Không bao giờ anh à. Thiệt không? Đấy, trời không phải là bao giờ mà ta không dám. Trời ơi. Ơi mặt em nó bị trân trân luôn, cưng nó giả trân trân luôn. Nói chứ em đi đâu cũng đi với vợ em hết á. Sao nay em không đi với vợ? Em sợ em. Tại vì anh Tân nói với em là hôm nay có hẹn với anh tới đây, đừng có dắt vợ theo. Đúng rồi. Cho nên em canh vợ em ngủ là em giọt đi liền. Vậy hả? Vợ em thường ngủ mấy tiếng? Vợ em ngủ không, mà vợ em ngủ ít lắm. Vậy hả? Lát có vậy nó không thấy em sao? Không thấy thì em nhận được đoạn tin nhắn rất là dài anh à. Ví dụ? Ví dụ là ba đi đâu vậy? Xong rồi hả? Tại sao không hôn một cái? Đó. Nhiều khi mình quên anh. Em không hôn à? Không phải không hôn. Đừng. Cái này là... Có hôn. Có hôn à? Khi mình quên anh. Quên không à? Em nhưng mà cho anh thấy là cái sở thích của em giờ là gì? Sở thích bây giờ của em hả? Ừ, hiện tại của em nè. Siêu tập dài đúng không? Dạ đúng rồi. Dài hiện tại em có đang có bao nhiêu đôi rồi? Em chắc 200 á. 200 đôi. Mang dài xe máy hả? Anh mang xe máy. Ê đừng xin em. Ê đừng. Không cũng được, không sao, được mà. Thôi vừa. Anh đừng xin nha. Nó kỳ quá. Nhưng mà anh Tân mang xe máy. Ừ, nè, quá. Nghe trả lời nè. Xe 41. Em mang xe máy. Vừa. Em 46 anh. Thấy chưa? À vừa cái sợi dây á, sợi dây cột dài. Không được, lấy em cho thêm mấy chục đôi gió nữa mà em đồn vô cho nó vừa. Không có vừa cái dài của nó. Không, nhưng mà từ đó giờ khi mà em mua dài, em mua quá trời nhiều dài, mà dài em toàn dài xịn không. Có nào mà cái sự cố nào mà em bị vợ em phát hiện, vợ em quýnh em không? Dạ không, mình thẳng thắn anh, tại mình đâu có quỷ đen. Cái vấn đề là em không bao giờ nói đúng giá hết. Ví dụ mình mua đôi giày này 10 triệu thì mình chỉ nói 2 triệu thôi. 2 triệu thôi. Thế quá sao không cho. Bây giờ có kiểu nào mà buồn không? Ướt ép. Dạ, mà có đáng nhớ. Có anh, em thiệt. Hôm nay em tới đây em gặp anh là để nói cái này thôi. Trải đúng lòng không? Em. Nói chứ gần đây em tự nhiên em đam mê. Em có mèo. Không, đam mê nói vậy. Đam mê một bộ môn. Môn gì? Đi da. Rồi sao? Đi bỏ vợ nhỉ? Không có. Thí dụ người mà thích quay phim thì người ta phải mua một cái máy quay phim đẹp đúng không? Để quay đẹp. Còn đánh đi da, thí dụ giờ mình đánh dở, người ta có thường mình sao? Mình phải mua một cây cơ thật là xịn, xuất sắc. Chắc này đánh hay lắm không? Không dám đánh với nó, mà thật sự mình đánh dở đó. Ta mua cây đó nhiêu tiền? Em mua cây cơ 20 triệu. 20 triệu. Xong rồi vợ em hỏi mua như em nói có 7 triệu à? 7 triệu à? Xong rồi em bị bán đứng. Xong rồi em bị bán đứng. Ai cũng xài tài khoản ngân hàng á, khi mà mình chuyển khoản cái nó báo đó. Nó báo một cái OTP á anh. Xong ta gọi là tinh đó.
em chuyển khoản cho người ta, em không ghi nội dung. Thì em mới nói vợ em là chết rồi, em bị hát rồi. Cái ngu quá em đưa cái vợ em thấy bị trừ 20 triệu. Lúc đó em trả lời là sao? Em mua cây cơ. Cây cơ, sau đó 7 triệu, bây giờ rồi 20 triệu. Mặt đơn như cây cơ luôn. Rồi giờ em phản ứng là sao? Vợ em không nói gì, tới 6 giờ sáng. Bây giờ em với hai chồng im luôn. À, tới 6 giờ sáng nó gọi là không, tại vợ em mau quên lắm. Kiểu là vợ em chỉ ngủ đêm dậy là sáng mai quên à. Cũng ra hay quá. Đối diện vợ mình cũng vậy mau quên. Bây giờ tất cả chuyện của ông này, vợ ông sao nè? Cũng nhức nhối lắm. Sao nhức nhối là sao nè? Cũng gọi là bi đát đó xong. Dạ bây giờ mới đẻ con xong giờ tâm tư lý mà có thay đổi không? Đúng rồi, hồi trước thì dữ. Dữ không dữ? Xong đẻ con xong rồi nó hiền. Hiền, á à, là được nhìn nhìn dây thường xuyên đẻ đẻ nha. Mà không có. Nên đẻ. Mệt lắm, đẻ thường xuyên cũng mệt lắm. Sao là sao? Ăn cơm là bây giờ là phải đút. Được luôn á hả? Ừ. Là từ ngày mà đẻ xong bắt đầu nhõng nhẽo đúng không? Nhõng nhẽo lắm, cái gì cũng là nơi 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 này cái nào đủ thứ á. Mà mình không quen nhõng nhẽo kiểu đó không? Mình làm cho vui. Không, nhưng tính Uyên dễ thương mà. Dễ thương lắm thiệt. Vậy hả? Vẽ xong rồi nè. Đâu? À, trời hình vợ dập với sợ. Gì kỳ kỳ vậy? Sao tự nhiên cái vợ yêu vậy? Hình thì hình con vợ đó. Vợ hả? Hả? Ủa mà tại sao màu xanh, nhưng mà màu xanh này là vừa vừa u du. Ủa sao tại sao vậy? Tại sao phối màu gì mà kỳ vậy? Nghĩ. Vậy nè, cái này phối màu là vú ơi nè. Đó. À, có nghĩa là nhìn vợ như là bà vú đúng không? Đúng không? Đây. Tinh tế dễ sợ. Ghê, tinh tế, chị có tôi mới nhìn được cái bức tranh dễ sợ. Ý nghĩa là coi vợ như là bà vú. Đúng rồi. Lo hết tất cả mọi thứ, quán xuyến trong gia đình. Em xong chưa? Ủa sao mà vợ em một màu đen u hồ huyền vậy em? Nãy giờ em lo kể chuyện với anh mà. À, cái này với bùa bắt quái. Trời ơi, cái bùa bắt quái dữ vậy? Nãy giờ em với anh Tân kể rồi, anh kể được không? À, anh kể gì? Nói về câu chuyện thứ hai của mình cho mình nghe đi. Nói sao? Không, anh Lâm vui mà, vợ chồng Lâm vui rồi, biết là vui rồi, nhưng mà cũng phải có một bước thay đổi chứ đúng không? Có đứa hai đứa khác nữa chứ. Có chứ. Đôi khi phụ nữ họ mới sinh xong á, cái tâm lý họ rất là thay đổi luôn. Dù cũng hay la, hay cằn nhằn, hay cọc vô cớ lắm. Vừa đẻ xong vợ mấy ông á là quần áo rồi có lôi thôi lết hết trong đầu tóc rồi sao? Chứ sao vợ tôi đầu cổ như có ổ chim vậy thiệt? Không phải, tại vì cũng nói chung là gặp cái sau cũng tùy người à. Tại vì cũng ý là nói vợ tôi ở dơ hả? Không có. Là con Uyên nhà có không? Cũng vậy à. Tại vì phụ nữ họ ở nhà mà họ đâu chăm con họ đâu. Nhiều khi mà khuya thấy nó ẩm con mà đầu tóc bù xù mà tóc nó chảy dầu á. Ôi nhìn sợ ghê sợ. Ủa sao mà xóa vợ, xóa ký ức rồi? À, tính làm lại cái khuôn mặt mới. À, làm khuôn mặt mới, xóa nhà ký ức của bà vợ. Diện mạo mới mà làm gì? Trời ơi, nó không dễ sợ. Không mà thật sự nhà kèo trên hay kèo dưới? Dưới nha, mặt này mặt dưới. Ở nhà kèo trên dưới. Nhưng mà dưới hả? Dưới luôn, nói chung anh em sao khổ quá. Vấn đề ở đây mình không phải là trên hay dưới. Mình làm tôn trọng nhau. Mỗi khi mà vợ giận thì mình nhường một xíu. Nhường đúng không? Mỗi khi mà mình giận, vợ cũng không nhường nha. Dạ, đúng rồi. Nói chung là mình đàn ông là mình phải nhường một xíu không? Nói chung là tại sao mà ở ngoài mình nhịn được, về nhà sao nhịn không được? Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi nói tới cái vấn đề mà quỷ đen đi ha. Ông có không? Không, hiện tại giờ thì không có quỷ đen. Vậy hả? Bình thường. Có quỷ đen không? Em không có quỷ đen. Không, nói thiệt không có quỷ đen. Vậy là anh có. Anh có hả? Anh có. Khi mà dù anh đi quay á, những cái tài khoản mà ta chuyển khoản á thì giờ anh phát hiện. Nhưng quay mà tiền mặt á, lúc đó anh ém được. Bỏ túi đúng không? Bỏ túi được. Và khi mà ém thì Lâm sẽ cầm cái số tiền đó, Lâm nhét cái ghế xe hơi của mình á. Giấu kỹ lắm. Khi nào mà cần lấy ra xài, không cần xin vợ. Tại sao giờ này vợ biết luôn nè? Sao cũng này cắt nha, cũng này cắt mà không đưa lên lúc này. Ông nói thiệt đi, có quỷ đen không? Mình cần gì vợ cũng đưa cho nó, mình tính gì vợ cũng đưa. Ngày cho nhiêu? Ngày cho có 100 ngàn cũng được rồi à. Có 100 ngàn cũng được rồi. Sao nói chuyện mà tội nghiệp quá vậy? Dễ thương không? Sáng chưa chiều đi quay cái cơm đoàn rồi. Đi quay cái cơm đoàn luôn. Ừ. Rồi mỗi khi mà anh em đủ đi nhậu đi nhẹt đồ làm sao? Mượn. Rồi mượn. Thôi bao, không bao về. Là hỏi là ngày hôm nay ai bao cho một vụ nhậu đi. À, alo Tân hả? Nghe nè lắm. Ê, đi nhậu không Tân? Nhậu đâu hả? À, nhậu ở vỉa hè cách đường cách mạng 8 nè. Được bao có được không? Hả? Gì? Được bao á? Hôm nay Lâm muốn có tiền mình Hùng nha. Thôi nghỉ nha, ngồi vợ cũng tới đi. Ủa vậy hả? Vậy bây giờ nếu bao đi, alo. Quay hả? Ê, ra nhậu rồi Lâm bao. Ở đâu hả? À, đường cách mạng 8 nha. Khá lớn rồi nè. Ủa vậy hả? Dễ sợ quá trời. Ê, nói chung bây giờ là cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa quẹ vẽ được cái mặt của vợ mình. Nhưng mà nói vậy thôi mình đã phải họa sĩ đúng không? Wow. Hình bóng vợ là mình tự để cái tim mình, tự khắc vô tim mình. Bây giờ anh nghĩ là mình cắt cái mặt của vợ mình dán đây về là tặng là ý nghĩa quá rồi. Đúng không? Dạ đúng. Rồi mình làm đi em. Cảm ơn anh. Rồi cắt quần xé luôn đi. Xé mà không đẹp về cũng có chuyện nha. Về cũng chuyện. Ừ. Cho anh coi coi.
Wow. Rồi bây giờ nè, ít ra em cũng được cái nền. Quá trời, rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ nha, em nhìn thẳng vào ống kính giùm cho anh, có đôi lời nào mà em muốn thể hiện hoặc là đó vậy em không dám nói vợ em, em chia sẻ được không? Mẹ ơi, đó mẹ. Sáng ngày hôm nay ba dậy sớm để đi quay cái chương trình này. Biết là trong đầu ba cũng chỉ có mình mẹ rồi thôi. Cái ảnh này là mấy năm rồi ta? Hai năm rồi, hoặc là 3 năm rồi đó. Cái này lát hồi ba giờ ba sẽ tặng mẹ. À, để đâu nhưng mà dán chết một chỗ. Ở giờ anh Tân nói gì đi anh Tân. Dạ xong rồi hả? Dạ xong rồi. Em vợ em rớt mắt nha Tân. Nói chung thì anh không có gì nói với em á. Anh chỉ lúng được một câu. Câu gì? Vai anh không đủ rộng. Nhưng nó sẽ là điểm tựa của em cả cuộc đời này. Wow. Rất đẹp nha. Tròn chỉnh luôn nha. Nói chung là rất là dễ thương luôn. Đây là cái món quà handmade mà cái thể hiện tình cảm của mình đúng không? Và bây giờ chúng ta cũng đến với một phần cũng rất là thú vị, đó chính là phần gia vị hôn nhân. Thì trên bàn đang có là 3 vị, 1 là vị ngọt, 2 là vị chua và 3 là vị đắng. Không biết là bây giờ Tân sẽ chọn vị nào đây? Này đi. Em chắc này đi. Mà em thấy nãy giờ em với anh Tân cái gì cũng chia sẻ thôi, giờ ba anh em mình uống chung cho vui. Cái này của anh á, cái này đâu có, đâu phải là mình nhậu nhẹt cái đâu mà. Cái này không có nhậu, cái này từ đó thì mỗi cái một vị gì à, là một vị đúng không? Em thử đi vị gì. Giống nước đường quá vậy. Là vị ngọt đó em. Dạ ngọt. Tân chua. Này giống nước tương quá vậy. Đắng à? Đắng. Không, nói chung là trong hôn nhân đúng không? Rất là nhiều vị. Bây giờ mình tính cái vị ngọt đầu tiên trước nè. Trong hôn nhân của em có những cái lời gì mà ngọt ngào, hoặc những cái câu chuyện ngọt ngào mà em nhớ, hoặc là em có thể chia sẻ tất cả mọi người không? Nói chưa. Những cái khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Khoảnh khắc ngọt ngào nhất em cảm thấy là khi mà em cảm thấy là vợ em hiểu em nhất. Nhưng mà đa số là lúc nào vợ em cũng sẽ hiểu em nhất. Và vợ em rất là quan tâm em. Tại vì mỗi khi mà em bị thoái vị đĩa đệm thì bệnh rất là nặng, vợ em lo lắm, lúc nào mà vợ em cũng sẽ bỏ hết công chuyện luôn. Ở đó thì em cảm thấy những cái lúc đó là chỉ là mình cảm thấy ngọt ngào nhất anh, tại vợ mình hiểu ý mình với lại quan tâm chăm sóc cho mình. Còn Tân, trong hôn nhân thì bạn cảm giác cái khúc nào mà nó chua nhất bạn, sao cái vị ngọt? Cảm giác chua chát nhất là do mình thôi. Mình thì công việc mà mình ví dụ mà đi sớm về khuya rồi thời gian rồi đi chơi bạn bè, có khoảng thời gian mà ít quan tâm tới gì tới giờ. Lúc mà chưa sanh á thì mình cũng hay la cà này, thì cái cảm giác như là mình ham chơi á, chưa quan tâm nhiều tới vợ đúng không? Mình ham chơi rồi xong mình đứng nghĩ cho bản thân mình, rồi mình không có nghĩ cho vợ. Vợ ở nhà thì có bà nội này gì nội chơi, nhưng mà mình không có biết được là kiểu như là vợ nó cần mình như thế nào, thiếu sự quan tâm. Cảm giác như là mình vì chua chát, kiểu là mình chưa có làm tròn cái trách nhiệm mà cũng mà cái quan tâm cho vợ mình. Còn đối với Lâm là cái vị đắng, thì dù ngoài cái vị ngọt, vị chua ra, thì đôi khi của cuộc sống này riêng bản thân Lâm thôi, thì cái vị đắng trong cái cuộc hôn nhân của Lâm nhất là Lâm còn nhớ cái thời gian là Lâm lúc là mọi người biết tới Lâm nhiều rồi, Lâm cũng nổi tiếng rồi, nhưng mà thật sự Lâm không có lo được cho gia đình nhiều kinh tế, như là vừa lo cho mẹ vừa lo cho em học đại học và Quỳnh phải đi làm bảo vệ. Hai vợ chồng bắt đầu mở có vốn 3 triệu thôi, rồi mướn một cái gọi là cái kiosk á để mà làm tóc làm tay. Quỳnh cũng làm tóc làm tay nhưng mà không có khách, xong rồi coi như là bị sạc nghiệp 3 triệu đó, và Quỳnh phải đi xin làm bảo vệ ở Metro quận 2 á, tháng 5 triệu đồng. Mà tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình trời ơi, mình làm sao mình không có đủ bản lĩnh, mình không có đủ kinh tế để mà lo cho cái người phụ nữ của mình. Và cái cảm xúc mà khủng khiếp nhất mà Lâm đã trải qua. Thì trong cuộc sống mà phải có vị này vị kia nó mới hấp dẫn đúng không? Chúng ta còn một phần nữa là cái phần thử lòng nha. Gì nữa đứa, gì sao được không? Không, nhiều lắm, nhiều khi mà ông xạo ở đây không có vợ, mấy ông nói rần rộ. Bây giờ có phần thử lòng nữa. Alo cho vợ mình để xem phản ứng của ta nhà như thế nào. Ai sẽ là người đầu tiên? Thôi không đi, em bản lĩnh thôi em ơi. Okay. Bây giờ em phải suy nghĩ câu chuyện thật hấp dẫn nha. Mà từ trước tới giờ á, nói cái vợ em phải giật mình liền. Thì bình thường giống như em nói là em đi đâu cũng có vợ em hết. Chứ bây giờ em gọi em nói là em đang đi quay chương trình. Nhưng mà chương trình còn em quay thêm 2 số nữa. Nhưng mà phải xuống Vũng Tàu quay. Mai về. Để coi phản ứng sao. Nha, nói cho thật vô nha. Hello. Mẹ. Dạ. Nói nghe là ba đang đi quay á, nhưng mà sáng giờ chưa quay gì hết á. Ở đây người ta nói là ba phải quay thêm 2 số nữa. Có điều là bây giờ phải đi xuống Vũng Tàu để quay. Thì chắc là ba ở chung với Lâm á, ngày mai ba mới về được mẹ. Ủa? Gì?
sáng giờ mà chưa quay gì hết rồi. Sáng giờ mới có 2 tiếng hồ à. Chưa có quay nha, ba đi Vũng Tàu được không? Rồi mai ba về. Dạ không. Ê, có dính xạo. Không tin, không tin. À, nói chưa à? À, phải đi hả chị? À, phải đi rồi, ok, thôi chắc thôi ba đi, ba tới đó ba gọi nha. Tại quay là quay cái chuyến đi trên đường luôn. Thôi, ba gọi, ba hỏi ba nội đi. Nè, bà nội nè. Alo, ông nội nè. Ê, dạ, anh Lâm nè em ơi. Ê, nói chứ tối nay cho chồng em ngủ với anh bữa nha. Ê, nè chị, về chồng anh đi quay với anh bữa nha. Không được rồi. Sao vậy? Không có chịu. Là con em không chịu hả? Dạ đúng rồi. Không, mà ở nhà nói thiệt nè, em kèo trên thằng và bộ kèo trên vậy. Không biết nữa. Vậy hả? Cách ba bồ á. Nói sao? Nói sao? Nói nói em kèo trên con nhà em bị ức hiếp. Gì em cũng la, gì em cũng chửi đó. Trời ơi, không dám đâu, ba bồ xạo á. Ủa mà hôm qua em kia mua cái gì 20 triệu đúng không? Nó nguyên đêm em không ngủ đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, xui ghê, nó mua cái gì em? Cái cây cơ mà để đánh pizza. Trời ơi, quá trời. Thôi cảm ơn em rất nhiều nha. Ủa em kinh doanh mỹ phẩm hả? Dạ đúng ạ. Ờ, chị nào bút livestream à? Ủa, livestream tốt lắm á trời. Chào em ạ. Bye bye. Bye em. Bye mẹ. Cưng quá quý vị, trời ơi, hai chồng dù nhiều khi mà thân nhau quá, thương nhau, hiểu tính quá. Nói xạo cái là biết liền đúng không? Tân, đây, đây, đây. Tân, ông Trùm nói xạo. Điên cái mà hú hồn cái coi. Nghe mà. Ờ, con ngủ vậy? Chưa. Đang làm gì vậy? Mới về cũng nhà. Mới đâu về? Đi ăn. Đi ăn hả? Ừ. Biết tin gì chưa? Vụ gì vậy? Xe mất rồi. Ai? Chiếc xe á. Xe nào? Chiếc xe của mẹ á, mua sinh nhật mẹ á. Xe mẹ đang chạy á, nãy cháu đi quay rồi để ngoài mất rồi. What? Chị mua á hả? Ừ. Đừng có giỡn. Giỡn gì? Rồi có camera không? Ừ, cũng là có camera. Góc lên góc phút nữa. Báo ơi, ở báo công an ở nó đi. Ừ. Nhưng mà cái xe kỷ niệm mà... Niệm giờ nó tụi nó có biết cái đó là xe kỷ niệm đâu. Mẹ đã nói ba rồi, cái chìa khóa lúc nào cũng phải khóa hết á. Ta cứ ị ị ba không có. Thôi ra được rồi, mai về mua cho chiếc hát. Thôi dẹp đi. Sao dẹp? Lỡ rồi thôi thì mai mút gì mai về mua chiếc hát. Trời, cái chưa chả nó hết mua. Trời, chưa chả. Thích cái gì? Nó thích cái chuyện đó. Vậy đi bộ đi mốt, đi bộ làm đúng không? Ờ, mốt, ở nhà khỏi đi làm luôn. Rồi vậy thôi. Cười nè. Trời ơi, tội nghiệp quá trời. Trời thương quá à. Nó vừa giận mà nó vừa dễ thương đúng không? Nói gì không? Những cảm xúc rất là chân thật. Ê, bây giờ điện nó báo tin đó. Anh vợ tôi lo tội nghiệp đó. Nha, nhắn một cái cho nó lo cái đời tôi làm tiếp nè. Giờ tới tôi ha. Giờ yêu. Nghe nè. Ê Quỳnh ơi, cái tài khoản nó bị hack rồi Quỳnh ơi. Tức là khoản tiền hả? Ờ. Chết cha, đăng lên nhiều quá là giờ sao rồi, là bị hack anh sao anh biết bị hack? Giờ cái vô nó không còn tiền nữa. Thiệt hả anh? Ờ. Ủa sao kỳ vậy, nó phải nhập cái mã số gì về anh nhập cho nó bị mất chứ. Đúng rồi, cái chị nước ngoài, chị nói bà phải chuyển khoản anh nhập vô cái tẹt tẹt cũng hết tiền luôn rồi. Giờ... Ủa gì kỳ á? Giờ sao đây Quỳnh? Để em dạy đây nghe, ủa nó chủ nhật nó chứ. Vậy giờ sao đây? Em ra cây, em rút tiền rồi, để em gọi bên ngân hàng có đấy, nó giờ cái sao đó. Để tiền cho con nhỏ này đấy. Dạ, khoan. Alo. Hả? Bây giờ Dũng mất hết tiền, giờ 200 triệu, giờ sao đây? Mất hết tiền 200 triệu hả? Ừ. Trời sao trời? Ủa sao mà người ta đã gửi cái mã vậy thì em mới mất tiền chứ? Thì đó, anh nhập cái mã vô mà. Anh ngu quá nhả? Ngu gì thì bà kêu chuyển khoản giùm rồi phải nhập cái mã đó rồi mới vô chuyển tiền. Thằng quỷ chồng bao nhiêu tuổi rồi, đã dặn bao nhiêu lần rồi đó. Thiệt luôn á. Ngu như heo vậy á. Bây giờ... Là mất hết tiền trong điện thoại không còn nào hả? Ừ, 200 triệu. Ủa, nói chuyện gì tỉnh bơ vậy trời? Chứ giờ sao giờ không lẽ khóc? 200 triệu đó ông, thì từ thiện đó ông, không có mình phải đền đó. Thì đền thì thôi, đền. Trời ơi, 200 triệu mới 20 triệu đâu? Thì em có tiền cho. Khùng mà, 200 triệu mà, 20 triệu còn cho được chứ, 200 triệu thứ lớn mà. Em có tiền không? Khùng cái gì vậy trời? Ừ, thôi vậy thôi. Để anh tự làm, anh tự trả. Chị? Anh tự làm, sao? Anh tự làm, anh tự trả, em cho thôi. Khốn cái gì vậy? Vợ chồng điên quá à. Ừ, thôi nha không? Đang quay hình giỡn ra đó. Ừ. Quỷ ghê á. Thì con có làm quýu anh nè. Quýu không? Tưởng con mất thiệt không mà định chạy đi rồi nè. Vậy hả? Ok, vậy nha. Bye bye. Thôi cũng dễ thương quá vậy trời, vợ em cưng quá vậy. Tìm đâu ra thiện đời. Chửi dễ thương là ngu như heo. Ngu như heo. Dễ thương ha. Tụi mình thiệt hạnh phúc lắm luôn á. Có những người vợ cũng đồng cam cộng khổ, chia sẻ.
thấy không, không có chữ lộn, chữ rần 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 có chết luôn á, tự nhiên hạnh phúc quá trời. Hồi nãy mở ra nó chữ xối xả ngực chết luôn không, bao nhiêu người quay